Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019 có những nội dung chính sau. Các địa phương trong tỉnh sẵn sàng cho năm học mới 2019-2020. Bộ Trạch đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Doanh nghiệp Quảng Bình xây dựng thương hiệu nông sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của dân tộc, hạnh phúc của đồng bào. Trước lúc đi xa, người đã để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một tài sản vô giá. Đó là bản di chúc của người. Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Theo di chúc, mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Suốt 50 năm qua, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đó là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch vững mạnh. Phát huy kết quả đã đạt được, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn để lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, ôn lại lời căn dặn của người trong di chúc là dịp để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng từ soi rọi lại mình, phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của người. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị trực báo Hội đồng Nhân dân 2 cấp quý 3 năm 2019. Thời gian qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Bố Trạch đã tập trung tuyên truyền phổ biến các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân huyện ban hành tại kỳ họp thứ 11. Đồng thời theo dõi, đôn đốc các ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự. Hoạt động phối hợp của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện với các cơ quan đơn vị được thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục huyện Quảng Trạch đã tập trung đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các nhà trường, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đã được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Toàn huyện đã xây dựng được 36 trên 61 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên. Đánh giá theo các tiêu chí chất lượng giáo dục của ngành, huyện có 13 trên 13 tiêu chí đều đạt xuất sắc. Đặc biệt, đã có một giải nhất cấp quốc gia vì hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở cả cấp đều đạt mục tiêu. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Trạch tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy công tác đổi mới quản lý làm khâu đột phá. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, tuy nhiên đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nguồn nhân lực đã được huyện Lệ Thủy khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng đón chào năm học mới 2019-2020. Năm học mới này, trường trung học cơ sở Liên Thủy có 12 lớp với 445 học sinh. Ngay từ đầu tháng 6, nhà trường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đầu tư nâng cấp hệ thống phòng chức năng, cải tạo khuôn viên, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Bên cạnh đó, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường cũng đã quán triệt đến từng cán bộ đảng viên việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo
là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Năm nay có khác với những năm trước, đó là chúng tôi bắt đầu áp dụng cái giáo án 5 bước theo cái phương pháp đổi mới. Trong quá trình giảng dạy thì áp dụng với công nghệ thông tin. Chúng tôi tiếp thu những cái phương pháp đổi mới trong quá trình tập huấn ở bộ môn cũng như là của toàn ngành. Được sự chỉ đạo của phòng, chúng tôi đã duyệt kế hoạch. Trong đó cái chủ trương là tăng trưởng cơ sở vật chất, mà trọng tâm là đầu tư các cái thiết bị dạy học hiện đại như màn hình, trang thiết bị phục vụ cho phòng dạy tiếng Anh, cải tạo phòng tin học. Hiện nay, huyện Lệ Thủy có 88 trường học, một cơ sở giáo dục với trên 30.000 học sinh và 2.300 cán bộ giáo viên, nhân viên. Để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2019-2020, các trường học và cơ sở giáo dục đã chủ trọng thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để đầu tư xây dựng trường lớp theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa. Để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường học ngay từ đầu năm học xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, tiến hành ra soát lại điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho năm học mới, ra soát và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên một cách phù hợp. Và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã có văn bản hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung công việc đầu năm học và chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, như thực hiện cái việc xây dựng kế hoạch các cái khoản thu và quản lý thu ngoài quy định. Với sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt cùng với sự quan tâm hỗ trợ của cả cấp các ngành và toàn xã hội, tin rằng ngành giáo dục và đào tạo huyện Lệ Thủy sẽ đạt được những kết quả tích cực trong năm học mới 2019-2020. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã đến thăm hỏi và trao quà cho gia đình bà Phạm Thị Luân ở tổ dân phố 3, phường Bắc Nghĩa có nhà bị cháy. Ngày 22 tháng 8, ngôi nhà của gia đình bà Phạm Thị Luân bị cháy rụi do chập điện, rất may là không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và người dân phường Bắc Nghĩa đã kịp thời có mặt để giúp đỡ gia đình. Đến thăm hỏi và động viên gia đình bà Phạm Thị Luân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã hỗ trợ số tiền 7 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thời gian qua, huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bố Trạch đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, tổ chức đấu giá, giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó, đã cấp mới 545 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, cấp đổi cho biển đồng về hình thể, diện tích đất cho 589 trường hợp, chuyển mục đích sử dụng đất cho 329 trường hợp. Huyện Bố Trạch cũng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tình hình sử dụng đất ở cơ sở, có biện pháp ngăn chặn xử lý tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất trái phép và giải quyết kịp thời những tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai. Hiện nay, huyện Tuyên Hóa có khoảng 5.000 đàn ông được nuôi trên địa bàn. Đây là kết quả của việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trong những năm gần đây, nghề nuôi ong lấy mật trên địa bàn huyện Tuyên Hóa được duy trì và phát triển, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Hàng năm, mỗi đàn ong cho thu nhập từ 15 đến 17 chai mật. Mỗi chai mật được mua tại vườn có giá khoảng 120.000 đồng. Thời gian tới, huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục khuyến khích người dân phát triển đàn ong theo hướng tập trung, đồng thời chủ trọng nâng cao chất lượng sản phẩm gần với thương hiệu mật ong Tuyên Hóa. Thời gian qua, cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Minh Hóa đã tăng cường khai thác và quản lý nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Theo đó, cả cấp hội phụ nữ đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện thành lập các tổ vay vốn, đồng thời chỉ đạo các tổ tập trung thực hiện tốt hoạt động ủy thác cho phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế. Đến nay, cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Minh Hóa đã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội huyện số tiền gần 130 tỷ đồng cho trên 3.500 lượt hội viên vay vốn, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho chị em phụ nữ vùng nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Bình là địa phương có rất nhiều nông sản được thị trường ưa chuộng. Để các mặt hàng nông sản đến tay người tiêu dùng, thời gian qua, các doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Từ năm 2016 đến nay, Hợp tác xã sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh đã xây dựng thành công thương hiệu nấm sạch Tuấn Linh. Đây là sản phẩm nông sản duy nhất ở Quảng Bình có đủ điều kiện để xuất khẩu.
Ban lãnh đạo hợp tác xã nấm sạch Tuấn Linh đã xác định được cái tiêu chí đầu tiên, đấy là đưa cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và đạt được cái tiêu chí là giàu chất dinh dưỡng và nhiều dược tính để đưa đến phục vụ khách hàng, người tiêu dùng. Vì từ nhận thức đó nên bước đầu tiên là hợp tác xã chúng tôi đã chú trọng về khâu chất lượng của sản phẩm. Thứ hai nữa là đẩy mạnh công tác marketing, tức là trong cái công tác mẫu mã bao bì, bảo vệ cái tài sản của mình, cái chất sản của mình trong cái sản phẩm của mình. Đấy là chúng tôi đưa các cái tem truy xuất mã vạch mã số vào để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình, cũng giống như bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng. Các sản phẩm của hợp tác xã sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh được quản lý đầu vào chặt chẽ, bao bì sản phẩm được đầu tư với hộp giấy định lượng cao, nhãn mác rõ ràng, thông tin đầy đủ, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Để có được kết quả này, ban điều hành hợp tác xã Tuấn Linh đã đề ra những kế hoạch kinh doanh, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp các ngành, mà đặc biệt là Sở Công Thương trong việc xây dựng hình ảnh và kết nối cung cầu hàng hóa. Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại với vai trò là cái cầu nối để kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình, cũng như tiếp cận đến hệ thống kênh phân phối, tiếp cận đến thị trường, nắm bắt được cái nhu cầu cũng như thị hiếu của khách hàng và đưa các cái đẩy mạnh cái việc tiêu thụ các cái sản phẩm hàng hóa. Thì cùng bên cạnh đó thì về phía các doanh nghiệp cũng cần phải có những cái sự tích cực chủ động hơn trong việc tìm kiếm cái thị trường. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, đó là điều mà các doanh nghiệp cần phải làm nhằm tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng cần hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc ban hành các chính sách khuyến khích quảng bá nhằm bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Dù ai đi đông về tây, mùng 2 tháng 9 cũng mong về nhà. Về nhà xem hồi quê ta, dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ từ lâu đời đã trở thành ngày hội lớn của cư dân vùng sông nước huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Vùng đất trù phú giàu truyền thống đã đi vào ca dao tục ngữ, nhất Đồng Nai, nhì hai huyền. Đây là một lễ hội mang bản sắc đặc trưng của cư dân vùng đất đồng chiêm trũng, giạt rào sông nước, hào sảng tinh thần thường võ và lấp lánh tình nhân văn sâu sắc của dân tộc. Kể từ ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đất nước giành được độc lập, thì lễ hội truyền thống này còn mang thêm ý nghĩa cách mạng hào hùng là lễ hội bơi đua thuyền mừng Tết độc lập. Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2019, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ thực hiện cả chương trình truyền hình trực tiếp. Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh vào lúc 7 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 9 năm 2019. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy vào lúc 7 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 9 năm 2019. Cả hai chương trình lễ hội đặc sắc hấp dẫn này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và hòa sóng trực tiếp với các đài phát thanh truyền hình trong cả nước.